ơi. Ôi mày, không biết quỳ là cá gì rồi. Cá này, cá này. Cá này cá lô phi. Cá lô phi. Đây là cá lô phi. Cá lô phi. Đây là cá thu. Cá thu. Cá thu. Ờ, cá thu. Cá thu. Không có sâu nữa, ngon ghê á. Ngon. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái khu chợ chuyên bán hải sản ngay tại Trung Quốc này. Và trong khu chợ này sẽ bán những gì và có nhiều điều gì mới lạ hơn so với Việt Nam, thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị tiếp tục vào bên trong ha. Đây, đây cô bác quý anh chị. Đầu tiên thì đây là con cua ha. Con cua hoàng đế á. Đó, một cái con cua khá là to. Và cua này là đây là hàng nhập à. Chắc có lẽ là Bùi Hồ nghĩ nó sẽ nhập từ Nhật á hoặc là Canada. Nó còn sống, nó còn bơi bơi luôn nè cô bác quý anh chị. Trời ơi, ở đây rất là nhiều loại cua này ha. Em biết con này cỡ bao nhiêu cân không? Em nghĩ nó khoảng từ 4 đến 5 kg á. Size này nó là thuộc dạng là size khủng rồi. Tại vì mình đưa cái bàn tay lên là nó bự hơn cái bàn tay của mình. Và có một điều đặc biệt á, cô bác quý anh chị, nước biển ở đây nó sẽ lạnh hơn so với nước biển ở được nuôi dưỡng miếng cua này nè. Để bài bán như thế này nó lạnh hơn ở nước biển ở Việt Nam. Vì cua này nó sống ở cái nước biển, môi trường nó lạnh lắm. Dạ. Đây. Ôi thôi khủng không. Dạ Việt Nam. Dạ, đây là con tôm hùm. Tôm Alaska. Tôm hùm Alaska. Nó vẫn còn sống nha. Nó không có chết. Ở đây cô bác của anh chị ơi. Còn đây là con tôm biển nè, tôm biển tự nhiên là tôm biển đỏ đó, tôm sú đỏ cô bác anh chị. Con tôm này mặc dù nó nhỏ nhỏ nha nhưng mà mình ăn thịt nó rất là ngon. Ăn thịt nó rất là ngon luôn. Còn đây là con cua nè. Không phải giống như cua ở Việt Nam mà một số tiểu thương cột cái cọng dây chà bá, còn cái cua đây ta cột bằng cái cọng dây bè nó nhỏ hơn đi xíu. Đây. Đây là tôm tích. Đây tôm tích cũng có nhiều size nha. Đây. Đây là con bào ngư nè cô bác anh chị. Bào gì? Bào ngư. Bào gì? Đây là con bào ngư. Còn đây là con bạch tuộc. Bạch tuộc con á. Bạch tuộc. Bạch tuộc. Bạch tuộc. Bạch tuộc. Bạch tuộc. Bạch tuộc. Đây là con ghẹ. Ghẹ sai này hơi mini tí xíu. Ở bên đây thì nó cũng vậy đó. Chạy vô đây tí xíu nè cô bác anh chị. Mình mục đích là mình muốn tìm cái người tiểu thương người Việt bán ở tại cái khu chợ này á. Đấy, tất cả các gian hàng họ bày bán rất là đẹp luôn ha cô bác anh chị. Đây là cái con sò quạc. Sò quạc đây. Trời ơi bự. Nó to lắm, nó vẫn còn sống nha. Trời ơi nó bự kìa. Ni hao. Dạ, còn đây là con vừa hồi mới nói đó, con bào ngư á. Con này con gì ta? Dạ. Mau nhìn bự rồi, con gì có sơn. Con ốc á. Ồ, con ốc. Ốc mỡ, giống như ốc mỡ. Ồ. Con lê ra vậy đó hả? Đúng rồi. Bạch tuộc nè. Đây. Một cái trong cái nhà lồng chợ này thì chỉ bán hải sản và đặc sản thôi vùng miền cô bác quý anh chị. Cái con này là con cá trình. Cá trình hả? Đúng rồi, còn con ừ, nó hạ học đúng rồi em. Con cá trình còn được. Con này là con cá bóng mú. Có giơ tay ra. Này cá trình biển á. Rồi. Dạ. Cá trình biển. Hả? Qua đây để mà review này cho cô bác quý anh chị biết là cũng rất là vất vả, nên là nữ là nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ cho các anh em nha. Ai. Ở đây là con này mình sẽ bán tôm, mực, rồi bào ngư. À, cô bác anh chị biết là người Trung Quốc họ không có thông dụng tiếng Anh, nên họ mặc dù là khu du lịch nhưng họ không có sử dụng tiếng Anh luôn, không biết tiếng Anh luôn. Và điều đặc biệt trước khi mà Bùi Hồ chạy vô khu chợ này đó ha,
là ở trước cổng đồ chợ họ sẽ đặt cái hai cái camera giám sát. Ở đây họ giám sát con người rất là chặt chẽ luôn. Quản lý ghê vô á. Qua đây tí xíu ha. Đây là mò cái chợ hải sản này gần cái khu làng chài. Rất vui không? Đây đây là tất cả các loại cá cô bác anh chị. Đây là cá hường nè. Dạ. Nhiều loại cá kìa. Vô. Con cá này là con cá nhám. Cá này là cá nhám. Cá nhám. Cá nhám. Cá này. Cá này. Cá này cá tùng. Hủy đây có mấy con. Đâu gì có hai chim cá. Cá này cá chim trắng. Cá chim. Cá chim. Cá tùng cầu. Cá. Đâu gì có chắc. Nghĩa khẩu không. Cá tùng cầu. Không phải. Không phải. Không biết gọi là cá gì à. Cá này, cá này. Cá này cá lô phi. Cá lô phi. Đây là cá lô phi. Cá lô phi. Đây là cá thu. Dạ. Cá này. Này á. Ô phi gì tôi nghe con á. Cá bò. Cá bò. Cá da bò. Ok. Cá hoàn. Cá hoàn. Không phải. Cá này. Cá bét. Cô cho ăn cho cá. Vui nha cô bác anh chị. Dạ. Con này là mấy mực. Đây cô bác anh chị. Lần đầu tiên mà thấy người Việt dạy cho người Trung nói tiếng Việt không? Ồ vui mà cô Trần. Mua cá gì? Cá đối. Cá đối đây. Cá đối. Cá Việt Nam đây gọi là cá đối đây. Chị là người Việt hả? Ừ. Cá Việt đây. Người Việt hả? Mú đầu, không phải người Việt. Mú đầu. Nói tiếng Việt. Đúng rồi, ở làng người Kinh, đúng không? Là ở làng Mú Đầu. Người Mú Đầu à. Người Mú Đầu. Cái đây là cá bồn gì? Cá bồn này, con cá này. Cái con này con bồn. Cá bơn. Cá bơn đấy ta gọi là cá bơn đấy, con đây là con dương đen. Cá bơn hay còn gọi là cá lưỡi trâu. Cá bơn đây, cái đây còn cá bơn đây. Cá lưỡi trâu. Cái đây là cá quẩn đây. Cá quẩn đây. Cái đây là con cá đối. Cá đối. Cá đối. Con đây con cá chim này. Cá chim trắng. Cá chim đây, cá chim bãi đây. Cái con đây con cá hôi. Cá hôi à? Nó là cá nâu á. Cá hối hả? Cá hối đây. Cái đây là con cá hùng trắng. Cá hùng trắng. Cá hồng trắng. Việt Nam ra gọi là cá gì á. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi á? Cô bán ở đây lâu chưa? Bán lâu rồi. Lâu rồi. Bán mười mấy hai chục năm rồi đó. Dạ. Cô là làng Mũ Đầu đúng không? Cô là người Mũ Đầu đấy. Người Mũ Đầu là làng người Kinh đó. Người nói tiếng tiếng Việt. Kinh Chục đây. Người nói tiếng Kinh. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Không phải cảm ơn đâu cháu à. Tôi với cô bác anh chị, cô bác anh chị sẽ ngỡ ngàng với hai con này nè. Một là con này. Con này là con. Con này ở Quảng Ninh rất là nhiều á. Ủa con này là con gì? Con gì? Giống như con dung nhưng mà con này thì ăn rất là ngon. Con này sống ở dưới biển á. Và thứ hai là con sùng. Con sùng sống ở dưới đất, người ta ở đây người ta nuôi. Và con này người ta để nấu canh hoặc là người ta sẽ xào ăn. Con sùng dưới đất đây hả? Con dung á. Con dung này người ta ở đây người ta sẽ nuôi. Ở Trung Quốc này người ta sẽ nuôi mà ta thu hoạch người ta bán. Và sau khi nó ở dưới đất thì người ta sẽ làm sạch lại, cô kia làm sạch nó như vậy kìa. Làm sạch gì? Vậy làm bánh này nè.
Đúng rồi. Nãy cô lại ra nè. Và cô sẽ lộn lại là nó nè. Đúng rồi. Ôi ôi tuyệt vời. Thấy không? Hai con đó anh không biết đúng không? À. Rồi. Rất nhiều hải sản ngon luôn. Cô bán gì đấy không? Tự nhiên kêu anh cái con đó là một đặc sản ngay tại Hà Long á. Chào cô. Chào cô. Mấy hải sản ngon không? Nè, con này nữa. Con sụn nó mới đẹp. Con gì nãy em mới nói nè. Xá sụn đúng không? Đấy. Và cô báo với chị qua thấy gian hàng rau củ ngay tại đây nè. Đây là gian hàng bán rau củ nha. Cái trái khổ qua. Khổ qua. To đùng luôn nè, thấy không? Còn đây là còn đồ đũa nè. Trời ơi. Đồ đũa đó, nó to ghê chưa? Nước to to đùng luôn, thấy không? À, cô bán chị thấy ở đây cái củ gì, cái trái gì nó cũng to và thậm chí cái trái cà tím nè. Ôi. Dạ. À, cô kêu là mua đi. Ở Việt Nam đi sang đi chơi. Như bên này. Dạ, cái gì cô, chứ cô hỏi là mua tiếp cái gì đi á. Này là hành nè. Hành lá. Đúng rồi. Ngon quá. Cải nè, cô bán có chị để cải không? Đó. Này là rau rau lan. Rau lan. Rau lan. Dạ rau lan. Ngon nghe không? Trời ơi, cái cọng cải nè cô bán có chị. Ồ. Này ho. Khoai lang. Khoai lang. Cái này là hành. Hành. Dạ. Ờ, còn cải nè, thì to không? To kinh khủng ha. Mà cải rất là ngon nha, đây nè, thấy không? Ngon quá. Ngon mà ở dưới này cái này nó trắng phiếu không? Không có sâu nữa, ngon ghê á. Ngon. Còn cái bắp cải nè, cô bác anh chị thấy không? Cái bắp cải nè. Cái này đẹp không? Ồ đẹp. Đẹp mà nó to ghê không? Cải nữa nè. Và có một điều mà Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác của anh chị á. Ở đây người các tiểu thương ở đây người ta bán á thì người ta sẽ đi chợ và thậm chí là phải dùng qua một cái ví điện tử là gọi là WeChat này cô bác của anh chị. Phải dùng chuyển khoản nha. Ở Trung Quốc thì họ quản lý về cái việc mà tiền tệ rất là chặt, ít sử dụng tiền mặt lắm, chủ yếu là chuyển khoản qua như thế này. Cái này là trái mướp. Trái mướp. Mướp to kìa. Dạ. Dưa leo to ghê nè. Cảm ơn. Quay rồi. Quay bao nhiêu đó cho. Dạ. Cho cô bán lên chị thấy không? Đó, tất cả mua đều phải thông qua chuyển khoản hết cô bán chị. Thông qua một cái ví gọi là cái WeChat á. Đó đi chợ ở đây không phải giống như chợ trời ở Việt Nam mình trả tiền mặt, ở đây mình phải chuyển khoản. Chú ngưng bán nè thì nãy ở đây và qua bao nhiêu đó thì cô bác của anh chị biết được một cái khu chợ hải sản ngay tại Trung Quốc. Và đặc biệt là cái cô chú ở đây người ta sẽ rất là dễ thương luôn ha. Và cái cách đi chợ thì sẽ sử dụng tiền như thế nào nè. Và có những cái hải sản gì nè. Rồi được chia sẻ giao lưu tiếng Việt với lại người Trung Quốc. Đây là một điều khá là lý thú trong một cái khu chợ hải sản như thế này. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là hải sản thì nó cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và còn nhiều điều thú vị nữa. Thì Bùi Hồ và anh... một lòng sẽ chia sẻ cô bác anh chị ở video clip sau. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.